nay mình sẽ review cái món bánh ép ở Huế cho mọi người xem nè. Nguyên liệu là bánh ép là gồm một là thịt heo này, bún là rau sống này và chấm mắm này. Bây giờ mình sẽ quấn cho mọi người xem. Dài bây giờ. Nếu như là một thanh niên là ăn khoảng tầm bao nhiêu cá mới đủ? Em là tầm 20 cá mới đủ. Nào giấm đi nè. Cô làm nghề đây bao nhiêu năm rồi? 12 năm. 12 năm à? Là cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Làm như sáng thì làm 3 giờ tối. À, bánh này là gọi là bánh ép. Nhưng mà ở đây là ở đâu, ở Huế cô ạ? Lăng Cô. Lăng Cô Huế à? Biển Lăng Cô, biển Lăng Cô. Ô, cô là cô là chủ quán luôn à? À. Cô chủ quán à? Và nghề này là có 12 năm rồi. Ăn thường ngày. Ăn thường ngày à? À. Bây giờ có bán từ sáng tới tối luôn. Đây à. Đây này, bánh của cô ép ra này. Chị tên gì? Quán bánh gì là tên gì? Thương Nguyễn. Rất ngon. Thôi cũng ngon. Mà nó dẻo dẻo dẻo. Thank you.
mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình với nhé.